quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong chuyên mục Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang giám sát và khảo sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Vinh có địa chỉ tại Sơn Tây, Hà Nội. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 3D căn nhà của anh. Căn nhà của anh là căn biệt thự nhà vườn cấp 4 có phong cách hiện đại. Tông màu chủ đạo là tông màu trắng kết hợp với màu nâu của hệ mái Nhật, giúp cho công trình của anh thêm thanh tao, trang nhã, lịch sự, gần gũi, trẻ trung cũng như là tươi sáng hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà, cổng chính cũng như là hệ thống hàng rào đã tạo nên cho công trình anh sự bề thế cũng như là sang trọng. Cổng chính chúng tôi thiết kế là cổng sắt phun tĩnh điện rất là bắt mắt đúng không ạ? Hai bên cột của cổng chính là cột vuông to, khỏe khoắn, chúng tôi điểm xuyết ở giữa là những đường chỉ âm, giúp tạo điểm nhấn cho toàn bộ cổng chính của gia đình anh. Hệ thống hàng rào chúng tôi thiết kế rất là kiên cố và vững chắc, đảm bảo độ an toàn, an ninh cho tổng thể toàn bộ công trình của gia đình anh. Di chuyển từ sân vào tiền sảnh, căn nhà của anh Vinh được chúng tôi thiết kế gồm có 5 bậc cấp, sử dụng đá kim sa đen cổ trắng, giúp sạch sẽ, dễ vệ sinh và không bị bám bụi. Hai cột ở sảnh chính chúng tôi thiết kế là cột vuông to, tông màu trắng cùng với tông màu chủ đạo của tòa nhà. Cửa chính chúng tôi bố trí là cửa gỗ không pano kính, giúp bền màu theo thời gian, không bị cong vênh, mối mọt, chịu thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam cũng như là giá thành tương đối hợp lý. Nhìn từ bên trái sang, căn nhà của anh Vinh cũng rất là sang trọng và bắt mắt khi chúng tôi thiết kế thêm một sảnh phụ để tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt cho tất cả các thành viên trong gia đình của anh Vinh. Nhìn từ bên phải sang, căn nhà của anh cũng rất là bề thế và khang trang khi chúng tôi thiết kế cửa sổ bằng cửa hệ nhôm kính tối màu và giúp điều hòa không khí, hấp thu đủ ánh sáng của tự nhiên, giá thành lại tương đối hợp lý và có tuổi thọ là tương đối cao. Chân móng của tất cả các tổng thể tòa nhà thì chúng tôi thiết kế là ốp sàn đá, ốp gạch tối màu, giúp cho căn nhà luôn được thông thoáng và sạch sẽ. Ngoài sân thì chúng tôi có thiết kế một bộ bàn ghế đá để gia đình anh có thể có khoảng không gian sinh hoạt chung, cũng như là giúp các thành viên trong gia đình có thời gian gần gũi bên nhau hơn. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi thiết kế những cậu chậu cảnh để gia đình anh có thể trồng những cây cảnh mà gia đình anh yêu thích, tạo không gian sống xanh cũng như là trong lành hơn. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng như website của Nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu với các bạn, đây là kênh YouTube của Nhà đẹp Tân Á. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ nhà vườn, nhà phố, nhà biệt thự, nhà cấp 4 để các bạn có sự lựa chọn phù hợp với căn nhà của mình. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video quay lại quá trình thực tế, quá trình xây dựng cũng như thiết kế một căn nhà để các bạn có cái nhìn thực tế hơn về Nhà đẹp Tân Á. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã lên sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm việc trên kênh website mang tên miền là nhà đẹp tân á.vn. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và chúng tôi vào tận miền Nam. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại truy cập vào website nhà đẹp tân á.vn cũng như là kênh YouTube của công ty để lựa chọn cho mình được những mẫu nhà phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng trong tương lai các bạn nhé. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh mặt bằng công năng của gia đình anh Vinh. Căn nhà của anh Vinh tọa lạc trên diện tích đất là 14,0 x 12,0 m2. Từ sảnh chính bước vào, chúng tôi thiết kế phòng khách có diện tích là 50 m2, rất là rộng rãi. Chúng tôi bố trí bộ bàn ghế sofa, giúp cho gia đình anh có không gian sinh hoạt chung cũng như tiếp đón khách được rộng rãi và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thiết kế một phòng thờ có diện tích là 15 m2. Ở đây chúng tôi bố trí bàn thờ hướng hợp với gia đình phong thủy của gia đình anh. Tạo không gian phòng thờ không quá bí và luôn được thông thoáng. Căn nhà của anh thì được chúng tôi thiết bố trí gồm có 4 phòng ngủ, trong đó có một phòng ngủ có vệ sinh khép kín có diện tích lần lượt là 15,2 m2, 15,2 m2, 15,5 m2 và phòng ngủ cuối cùng có diện tích là 16,4 m2. Ở cuối nhà thì chúng tôi cũng thiết kế một nhà vệ sinh chung ngăn cách giữa phòng tắm và phòng vệ sinh riêng, rất là hợp lý đúng không ạ? Xung quanh ngôi nhà thì chúng tôi thiết kế thêm hệ thống cửa sổ giúp cho không gian ngôi nhà luôn được thông thoáng, đón được không khí tốt hơn, cũng như là giúp không gian sống của gia đình anh Vinh thêm hài hòa hơn với thiên nhiên. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà mà Nhà đẹp Tân Á đã thiết kế cho anh Vinh có địa chỉ tại Sơn Tây, Hà Nội. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi vào số hotline cho chúng tôi 0944 784 333 để được tư vấn và hỗ trợ. Còn bây giờ, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.